Nào, bây giờ lần cuối chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại các video. Tôi bấm mở video thứ nhất để kiểm tra xem độ dài có hợp lý hay không. Bấm play. Tôi thấy video này tốc độ cũng khá ổn định. Các bạn bấm vào video số 2, chúng ta play và kiểm tra thử. Tôi thấy rằng thời gian của video này kéo khá dài, không cần thiết. Tôi bấm vào và chọn video số 2. Chúng ta chọn phần Edit Clip. Ở đây tôi không thể áp dụng cách xóa tấm hình này, bởi vì nếu xóa đi thì video sẽ khá là ngắn. Vì vậy tôi có chức năng thứ hai. Các bạn càng giảm thông số này xuống thì tốc độ trình chiếu các video này, chính xác là tốc độ chiếu của đoạn phim này sẽ nhanh hơn. Tôi có thể nhấn chặt chuột trái và giảm xuống còn số 5. Ok. Bây giờ tôi có thể bấm play thử. Tốc độ nhanh hơn và chúng ta không phải chờ đợi. Các bạn thấy không nào? Và nếu muốn tôi có thể giảm tiếp xuống còn 3 thôi. Chúng ta tiếp tục play lại làm sao để có một đoạn phim hợp lý nhất. Ok, tôi stop và đồng ý luôn. Bây giờ tôi chọn đối tượng này, chúng ta play thử. Có lẽ hợp lý hơn rồi phải không nào? Ở phần out này chúng ta giảm đi một chút và play lại. Tôi thấy tốc độ và cách xử lý tương đối ổn áp rồi. Tiếp tục chuyển qua đoạn phim số 3, chúng ta kiểm tra. Đoạn này tôi để tốc độ chậm, khá là ấn tượng vì có ánh sáng mặt trời. Đoạn này ok, không cần kiểm tra gì nhiều nữa. Tôi chuyển qua thứ tư. Các bạn liên tục phải kiểm tra để thấy sự khớp nối giữa các video sao cho nhẹ nhàng nhất. Đoạn này tôi đánh giá cũng tương đối ổn. Ok, ở phần số 5 này chúng ta tiếp tục. Khâu kiểm tra khá quan trọng để các bạn kết xuất một video hoàn hảo. Rồi, ở số 5 này để tạo ấn tượng chúng ta add cho một hiệu ứng mới. Các bạn chọn về phần Style và chúng ta chọn phần Bump. Tôi sẽ kéo đoạn số 5 này lên. Các bạn thấy hiện tượng ảo mờ nhòe, khá là ấn tượng, tôi giảm đi vừa phải thôi. Rồi ok. Bây giờ tôi chọn tất cả. Tôi dò đến đoạn số 5. Đó. Nếu như chuyển qua đoạn số 6, các bạn thấy cảnh quay tương đối giống nhau. Tôi sẽ chọn đoạn số 6. Ở phần in, tức là phần màn hình đen khi vào, tôi giảm bằng 0 để hai đoạn này khớp nối với nhau giống như một đoạn. Và ở phần này, phần out chúng ta cũng giảm bằng 0. Bây giờ tôi bấm vào và chúng ta cùng nhau tua dò kiểm tra giữa hai đoạn. Đoạn số 5 này. Ok, tôi bắt đầu bấm play để kiểm tra xem có khớp nhau không. Cũng khá ổn phải các bạn. Cũng khá ok, tôi stop lại. Và đương nhiên rằng số 5, số 6 tôi ý định cho một đoạn thì tôi sẽ add hai hiệu ứng tương tự nhau. Tôi chọn số 6, bạn effect và cũng vào phần bom. Nhưng bom ở đây tôi muốn cùng thông số với phần bom bên này. Thế bạn chọn phần bom bên này, chúng ta chọn edit, copy qua bên này và cũng chọn ở đây. Vậy là bằng nhau rồi. Tôi bấm vào và kiểm tra. Bắt đầu từ đoạn này. Khá là ngon lành cành đào. Còn riêng đoạn này, tôi muốn cho cảnh hoàng hôn, tôi chọn của nó. Add hiệu ứng, tôi bấm vào phần effect, chuyển vào tab đầu tiên, sun, và tua lên một chút cho dễ chỉnh sửa. Ví dụ ở đây, tôi cho phần sun 2 thấp xuống, nghi hoàng hôn. Để chúng ta kết thúc video ở buổi chiều hoàng hôn, tôi giảm xuống. Sun Heading thì tôi vẫn để như cũ. Chúng ta có thể cho mặt trời to lên một chút cho ấn tượng. Ok, còn chờ gì nữa nào, chúng ta cùng nhau chọn hết video và bấm play lại từ đầu để xem kết quả. Các bạn cùng tôi xem kết quả nào. Cũng khá ngọt ngào và ấn tượng phải không các bạn?
Tuy rằng công trình của chúng ta không quá đẹp nhưng mà các cảnh quay thì khá chuyên nghiệp. Các bạn hãy cố gắng phát huy những điều như thế này. Hãy biết khai thác tất cả những điểm mạnh nhất của công trình của chúng ta. Khá mơ màng và ổn áp. Rất là ngon lành cành đào, tôi thích như thế này. Hoàng hôn nào các bạn. Quá đẹp luôn. Bây giờ tôi bắt đầu stop lại và kết thúc video. Để kết thúc bài, chúng ta cùng nhau kết xuất video nào. Tôi sẽ chọn tất cả các video và kết xuất một lượt. Sau đó chúng ta bấm vào phần Sound Movies, bấm vào. Nhớ ở tab MP4. Ở đây thông số frame càng cao thì kết xuất càng chậm và đương nhiên rằng chất lượng video càng tốt. Các bạn có thể chọn 3 sao và chọn độ phân giải sao hợp lý. Tôi sẽ để mặc định và bắt đầu bấm vào Start Movies. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau lưu và chờ đợi. Sau khi xong tôi sẽ demo cho các bạn thấy. Đã xong rồi các bạn, bây giờ chúng ta cùng nhau xem demo nào. Tôi bấm play. Khá ấn tượng phải không các bạn? Chất lượng video tôi kết xuất không hề cao, nhưng mà kết quả chúng ta cũng tạm chấp nhận được. Và thấy rằng các cảnh quay chúng ta cũng khá chọn lọc đấy chứ. Hy vọng rằng nếu như máy các bạn mạnh, hãy kết xuất những video tốt hơn để các chế độ hiển thị bóng độ tốt hơn nữa. Và bây giờ các bạn có thể lồng thêm nhạc cho hay hơn. Xin chào và tạm biệt các bạn ở đây.